Gỗ Susam thì là một loại gỗ quý luôn được nhắc đến khi thiết kế nội thất. Với nhiều đánh giá cao về mặt chất lượng sử dụng thì Susam mang tất cả những ưu điểm của mình để trở thành loại gỗ được săn lùng trong thị trường đồ gỗ mỹ nghệ. Ứng dụng của gỗ Susam là gì? Giá của gỗ Susam thì có đắt không? Thì hãy cùng đồ gỗ Tùng Tám khám phá trong video clip ngày hôm nay nhé. Gỗ Susam là gỗ gì? Thì Susam là một loại gỗ quý có tên khoa học là Cattleya diviana, thuộc chi Susam họ Piaceae của bộ thông. Loại gỗ này thì có một số tên gọi khác như là Susam đá vôi, thông dầu, ngô tùng, mạp kinh hay là tô hạp đá vôi. Đặc điểm nhận biết cây Susam thì Susam là cây gỗ lớn, chiều cao có thể lên đến 40m đến 50m, đường kính thân thì khoảng 60 đến 80 cm hoặc hơn. Thân gỗ thì khá phẳng nhưng bị nứt dọc bong thành từng mảng. Nón cây hay còn gọi là quả thì có hình chứng ngược, dài khoảng 16 đến 19 cm, có nhiều vảy ở cây, gây ra nón nón thì tầm tháng 3 9 và tháng lá kim là khoảng tháng 10 đến tháng 12. Nón lá thì dài từ 2 đến 6,4 cm và rộng từ 3,6 đến 4,2 mm. Lá cây nhỏ và mọc nhọn theo từng cành dài. Thông thường thì mỗi đầu cành thì sẽ có một hoa, hoa màu xanh rất giống dạng vảy của quả thông. Loài cây này thì thường phân bố ở khu vực đồi núi hoặc thung lũng và có độ cao từ 200m đến 1000m. Sự phân bố của cây Susam. Loại cây này thì có nguồn gốc từ Trung Quốc, Đài Loan, có thể để kể đến một số tỉnh như là Quảng Tây, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc. Sau đó thì cây được du nhập vào nước ta chủ yếu ở miền Bắc. Cây tập trung chủ yếu ở các tỉnh như là Bắc Cạn, Cao Bằng. Tuy nhiên thì số lượng các cây còn lại còn rất ít và hiếm. Gỗ Susam thuộc nhóm nào? Thì trong bảng phân loại gỗ Việt Nam thì Susam được xếp vào nhóm 1, nhóm gỗ quý hiếm, có vân gỗ đẹp, có giá trị kinh tế cao và được xếp cùng các loại cây gỗ quý khác như là bằng lăng cườm, muồm đen, cẩm lai và giáng hương. Tuy nhiên thì vấn nạn khai thác bừa bãi do chặt phá rừng càng nghiêm trọng dẫn đến thì nhiều cây gỗ quý bị mất đi, trong đó thì có cây Susam. Ưu điểm của Susam. Là một trong những loại gỗ quý ở nhóm 1 thì Susam có những ưu điểm gì nổi bật? Dưới đây là một số phân tích giúp bạn nhận định được đáp án cho câu hỏi đó. Thứ nhất, gỗ rất bền, chắc, cứng và nặng, không bị nứt nẻ hay mối mọt. Gỗ thì có hương thơm đặc trưng, tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái cho người sử dụng. Gỗ có màu vàng nhạt, thớ mịn và đường vân gỗ đẹp. Gỗ được ứng dụng trong thiết kế nội thất cao cấp hoặc là làm đồ gỗ mỹ nghệ. Gỗ Susam thì có nhược điểm gì? Susam là loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm 1 của nước ta, vì thế thì gỗ có giá thành rất cao, không phải ai cũng dễ dàng sở hữu được sản phẩm từ loại gỗ này. Thêm vào đó là loài cây này ngày đang trở nên khan hiếm do nạn khai thác trái phép. Trong quá trình lựa chọn sản phẩm từ Susam thì nếu như bạn là một người không thực sự am hiểu về gỗ thì rất dễ bị mua phải gỗ giả. Bạn nên tìm nhà cung cấp gỗ uy tín và có bảo hành và cam kết rõ ràng. Ứng dụng của gỗ Susam. Khi thiết kế các sản phẩm từ Susam thì người thợ mộc sẽ giữ lại được nguyên tinh chất và dầu trong gỗ, bởi vì tinh dầu này hữu ích trong việc giữ cho gỗ bền chắc, chống mối mọt và mang mùi hương thơm tự nhiên, nhẹ nhàng dễ chịu. Tuy nhiên, thông thường trước khi đi chế tác thì người thợ là phơi qua gỗ để cho gỗ co ngót lại sau đó có thể dùng được. Có thể kể đến một số đồ nội thất ưa chuộng như là giường, tủ, bàn ghế hay là ốp trần, tường. Ngoài ra thì đồ gỗ mỹ nghệ như là tượng gỗ, tranh gỗ được chế tác từ Susam thì vô cùng đắt giá. Đồ gỗ nội thất thì nhờ vậy mà luôn mang đến cảm giác an toàn, thoải mái và sang trọng cho người sử dụng. Thêm vào đó, cây còn có thể tạo ra các loại tinh dầu tự nhiên. Tinh dầu Susam thì cực kỳ quý và được chứng minh là có nhiều tác dụng tốt cho con người như là chữa côn trùng, cắn hay làm đẹp. Để làm tinh dầu thì người ta đem gỗ đi chưng cất. Giá của Susam thì gỗ Susam thuộc dòng gỗ quý lại khan hiếm. Chất gỗ bền, đường vân gỗ ấn tượng nên giá có thể từ trăm triệu trên một cân. Hơn nữa, số lượng cây này thì ngày một khan hiếm làm cho giá của Susam lại tăng hơn nhiều so với những năm trước đây. À, qua những chia sẻ kiến thức của chúng tôi về cây gỗ Susam thì có lẽ các bạn đã biết thêm phần nào kiến thức về loài cây này. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục ra thêm những video clip khác. Xin chào mọi người.